Mở đầu chương trình với những thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, trong hai ngày cuối tuần, một đợt sương mù dày đặc bất ngờ xuất hiện trên vùng biển kéo dài từ Đà Nẵng và đến Quảng Nam, khiến nhiều tàu đi lại rất khó khăn. Ngay cả nhiều tàu du lịch cano di chuyển ra đảo Cù Lao Chàm cũng bị ảnh hưởng vì tầm nhìn bị hạn chế. Sáng nay, sương mù dày đặc phủ kín vùng ven biển kéo dài khoảng 50 km. Nhiều tàu thuyền di chuyển đánh bắt gần bờ phải giảm tốc độ và gặp rất nhiều khó khăn trong quan sát. Nhiều ngư dân vừa trở về đất liền sau một chuyến đánh bắt gần bờ cho biết, hiện tượng này không có gì lạ, xuất hiện từ ngày 5 tháng 3, nhưng rất nguy hiểm khi di chuyển trên biển vì tầm nhìn hạn chế. Chỉ sơ ý là rất dễ dẫn đến va chạm giữa các tàu thuyền và giữa tàu thuyền và các bãi đá ngầm. Chưa hết, khi các tàu di chuyển trong sương mù, ngư lưới của ngư dân đang đánh bắt cũng dễ bị nhiều tàu khác cuốn trôi gây hư hại. Nhiều thuyền thúng đang hành nghề câu mực giữa khơi cũng bị đe dọa khi khó có thể nhìn thấy rõ các tàu vận tải di chuyển qua để kịp thời phòng tránh.